Bây giờ Công Thành đã nhận được rất nhiều những yêu cầu từ phía chương trình làm phía dưới. Vâng, điều gì đến thì nó sẽ đến, điều gì xảy ra thì nó lại xảy ra. Với con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cọc thì leo ra leo vào. Với con kiến mà leo phải cành đào, leo phải cành cọc thì nó cứ bò vào leo ra. Với con kiến mà leo phải cành si thì hôm nay chú rể phải làm gì cô dâu đây quý vị ạ? Vâng, làm gì ạ? Vâng ạ, đúng rồi, hôn ạ. Rét thế này cắn thì đau lắm ạ. Vâng. Vâng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi cũng xin phép có một câu hỏi đặc biệt dành cho cô dâu chú rể được không ạ? Vâng, anh phải trả lời thật nhé. Vâng, xin hỏi là từ khi yêu nhau đến bây giờ, anh đã hôn cô dâu mấy lần rồi? Nhiều quá không nhớ được ạ. Vâng, chắc là hôn nhiều rồi thì sẽ có nhiều kinh nghiệm lắm đây. Vâng. Mà đứng như thế này thì chắc là không thể hôn được rồi. Con xin mời cô dâu chú rể hãy quay lại một góc 35 độ 7 và một góc 37 độ 5 về phía nhau đi ạ. Xin chào, kính mời cô dâu chú rể. Vâng, trước khi bước vào nụ hôn này, chúng tôi xin được khuyến cáo khi hôn thì có thể phải thả lỏng, mắt nhắm hờ, không được cắn chặt môi, miệng cũng không được mở rộng như miệng rồi, mà tránh tình trạng lưỡi rơi vào cổ họng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Vâng, tôi xin muốn hỏi cô dâu chú rể, thưa là vâng, thế hai anh chị yêu nhau được lâu chưa? Cô dâu chú rể chúng ta rất hạnh phúc cho nên là không thể nói lên lời. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng anh chị đã xây dựng được tình yêu này rất lâu rồi. Vâng, hôm nay chúng tôi cảm thấy có một điều đặc biệt rằng là bình thường thì chú rể chủ động hôn cô dâu. Và hôm nay như là các bạn thấy bây giờ nam nữ bình quyền rồi, chính vì các bạn có muốn rằng cô dâu chủ động hôn chú rể không ạ? À vâng, quý vị các bạn thấy cô dâu này có xinh không ạ? Chú rể có đẹp không ạ? Chúng tôi xin phép được đặt tên cho nụ hôn này là cái xinh, nó đóng đinh và cái đẹp. Vâng, kính thưa toàn thể hồi hôn, hôm nay chú rể của chúng ta hôm nay sẽ mất hết quyền chủ động để cô dâu của chúng ta hoàn toàn chủ động. Anh chỉ việc đứng im, mắt lim dim, tim giật giật và đợi chờ niềm hạnh phúc của cô dâu dành tặng cho mình mà thôi. Khi tôi đếm đến 3, 2, 1 thì cô dâu sẽ trao cho chúng tôi hiện rể một nụ hôn nồng cháy nhất. Và đây là một quả phạt trực tiếp cách Khung Thành của thủ môn Mồm Trường Nam Phân. Và trước một hàng hồ vệ răng dày đặc như thế này, liệu cô dâu có ghi bàn để mở điểm cho nhà gái được hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, 0,5, bắt đầu ạ! Được chưa ạ? Xin chào bạn. Các nhiếp ảnh ta đã ghi lại được đẹp nhất chưa ạ? Vâng. Lại nhá, tôi đếm lại nhá. Chưa được ạ, chưa được ạ. Lại này, tôi đếm lại một lần nữa này. 3, 2, 1. Đó là rất tuyệt vời. Và những chàng trai, cô gái của thành phố Thái Nguyên cực kỳ năng khiếu, cực kỳ nồng cháy.